những tác phẩm rất là to nhé. À, đặc biệt là những tác phẩm này thì anh em chúng tôi cũng rất khó khăn để mang đây, đã phải dùng những cái cẩu rất là to, trọng tải trên 15 tấn để mang về những tác phẩm này. Đặc biệt những tác phẩm trực cổ này thì anh em ngoài kia đã, anh em Ninh Bình đây. Để nhé anh em nhé. Anh cứ để chia sẻ một chút về tác phẩm này cho anh em ở xa người ta biết không nhỉ? Đây này, tác phẩm anh cũng rất tâm đắc đúng không? Ừ. Cây này thì theo em nghĩ là cũng là cây tuổi nó cũng nhiều nhỉ anh nhỉ? Cây này tuổi nó cũng nhiều là do mọi người, kinh nghiệm của mọi người đánh giá thôi. Vâng vâng. Thật ra mà nó chẳng có một cái dưới mốc thì ai ghi chép. Vâng vâng vâng. Thì anh em nào mà thực sự đam mê thì thử về Ninh Bình nhá. Thật ra cây này nó là cái dáng trực. Vâng, dáng trực đúng không? Nhưng mà lại làm theo phương pháp của dáng làng hay là sao? Trực dáng tầng đấy. À và à, tầng đấy bây giờ rồi. Là pha thế rồi rồi. Ra thế dáng làng. Vâng. Anh có thể cung cấp số điện thoại không nhỉ, để cho anh em người ta có tiện người ta về tận vườn người ta tham quan. Có đấy ạ. Anh đọc hộ số điện thoại nhé em gái. Đang là tìm số nhé nhá, vì có hai số. Đây. Vâng. Số điện thoại 0985. 0985. 847. 847. 524. 524. Anh Dư. Anh Dư Linh Bình nhá. Thì anh em nào mà đam mê mà đã ghé qua vườn cây của anh Kiểm rồi thì cũng biết là những tác phẩm mà anh Dư đang để trong đó thì rất là đẹp. Đây một số thứ hai nữa nhá. Vâng, số thứ hai này. Lấy số của anh Kiểm nhá. Vâng. À, số kiểm thì em có, con này em có rồi thì, đấy, rồi. Thì cho, à, rồi cho luôn nó vào cái vâng, số cái kiểm luôn này. 0 à yên anh lấy một cái số khác này nhá. Rồi. Công 911. 0911. 003. 003. 816. 816 nhá. Đấy là số điện thoại của anh Kiểm chủ vườn. Còn anh Dư thì những tác phẩm mà chúng một sai quay ở phần sau của vườn cây anh Kiểm rồi thì anh em cũng đã biết rồi, rất nhiều tác phẩm đẹp. Đặc biệt những tác phẩm nghệ thuật mà tháng 3 này các anh đang ấp ủ cho một cuộc triển lãm quy mô cấp quốc gia, có nghĩa là vượt ngoài khu vực luôn. Một trong những kỳ festival phim cảnh tỉnh Ninh Bình sắp tới đây thì sẽ trình làng rất nhiều tác phẩm mà anh Dư đang còn ấp ủ dấu bài ở trong. Thì chúng một sai sẽ có một ngày ra tận vườn để triển khai đưa những tác phẩm đó cho anh em tham khảo cũng như đóng góp ý kiến để anh Dư cũng như chúng tôi hoàn thành tốt những tác phẩm trong vườn nhé. Đây. Đây, hơi ngược sáng một tí anh em ạ, nhưng mà anh em cố gắng đón xem. Anh Dư ơi, tác phẩm mới gọi là huynh đệ không nhỉ? Đâu? Tác phẩm đấy. Anh đang cắt đây này. Cái này có thể gọi là huynh đệ được. À, một tác phẩm mà huynh đệ đồng khoa nha anh em nha. Thì những với những tác phẩm này như thế này không biết là như nào, nhưng mà chúng tôi nhìn rất là hay. Phong cách cây cổ. Tầm những cây mà anh em chúng tôi đang rất thích. Để biết khó chịu quá. Đây, nó hơi vương vãi một tí. Nhưng mà không sao anh ạ, có như thế thì anh em mới cứ đam mê mà đến đây thì anh em có thể chỉnh sửa lại chứ không sao. Quay
quay lại với tác phẩm chính nhá, thì cái da đen đen nhỉ. Cái này là nó cứng nắng, cứng gió. Dạ. Chứ là cây những loại này rất là già luôn. Nhưng mà cái vườn tím quá lớn. Cái loại này bày ở đây anh em ra đấy chỉ sau 10 ngày ở đây nó khác. Dạ, nó khác ngay. Bỏ ra nó khác ngay. Thì những cây này nó quá già rồi. Anh Dư ơi, cây bên này nó cũng là cây của mình à? Cái tác phẩm bên đây này. Của mình ấy. À vâng, vâng, vâng. Đấy, vừa đấy, vừa nghệ nhân, vừa à, cắt cây luôn. Ta cứ phải đến đây ta cắt cây một khi, rồi, một khi thế. Khi thế. Hoa. Rồi. Ê, như cây nó phải như cây nó phải như thế. Nghệ nhân dùng hai cái mối cho một chút nữa. Đấy. Đấy. Giới thiệu với anh Dư đây cũng là một trong những người rất đam mê cây. À, chú Đức đây là vua Hồng của Nga Thanh nhé, một người đam mê cây mà đam mê cả nghệ thuật thế thì rất là hồng nhung, rất là hồng nhung, mà đặc biệt đang sở hữu một cây đơn nhung gọi là to nhất của Nga Sơn này. Đây là cây này, cái đôi kia là của chú em là chú Hồng. À vâng. Có tên bởi đây là bởi gì nhỉ? Bởi đây là bởi gì nhỉ? Có tên là Đinh Văn Hồng. À vàng vàng. Thôi thì đằng nào thì mai thì cũng có cái cạc đây. À. Cái cạc địa chỉ đây thì anh em có thể biết là đây, số điện thoại đây rất rõ rồi nha anh em nha. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành quay từng chi tiết, từng tác phẩm của các anh mang đến đây để gửi đến tất cả anh em đam mê cũng như là muốn tham khảo một số cái đường chạy cũng như đường cây của anh em Minh Bình nhé. Gió to. Anh nhân đang bóc bưởi. Bóc bưởi cũng là cả một nghệ thuật nhá. Nhưng mà anh hiệu bóc quả bưởi này nói chung là có khả năng là nó khô. Làm cái tuyển này cũng khó đúng không? Xoa cái tay cái cho thơm. À rồi rồi. Nhất nãy giờ là bắt tay đến toàn nhà. Lãnh đạo với cấp cao không? Đất không. Anh em cố gắng sắp xếp ngày 28 này thứ bảy về trực tiếp ủy ban nhân dân xã Nga Thanh, Nga Sơn Thanh Hóa để chiêm ngưỡng thưởng thức những tác phẩm kinh điển của anh em ở xa mang về, đặc biệt là những anh em ở Ninh Bình. Những tác phẩm có thể sắp tới đây sẽ dự một cuộc triển lãm rất là to, quy mô cấp quốc gia, festival dự cảnh tỉnh Ninh Bình thì anh em cũng đang mang vào đây rồi, thì chúng tôi sẽ thông tin đăng tải tới tất cả anh em đam mê cây cảnh trong và ngoài nước nắm được cái nội trình triển lãm diễn ra 10 ngày nhé, để anh em có thể về trực tiếp tham quan nhé. Đẹp rồi đấy, hạ cánh an toàn rồi. Cái gì? Cứ bình tĩnh nè, đâu vào đấy hết. Chân này nó là chân lỏng này. Chân này lỏng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không?